đi lên chảnh nha. Đây nè. Tam tam. Nhìn ra đây nè. Cái thế này nhá, cao nhất có thể thấy. À, để có ít ít nhiều đây thôi. Dưới quy hồ nước rồi, mình muốn tắm hồ bơi thôi. Bây giờ mình sẽ chụp hình xong rồi. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem những địa điểm khác nha. Các bạn ơi, thì bây giờ thì mình sẽ tới. Tôi sẽ chúng ta cùng khám phá chỗ này thôi. Let's go. Nhăn mặt quá. Bạn Phú Sinh có một các bạn ơi, thì mình đã phát hiện ra là Phú Sinh có một cái chỗ, đó chính là nếu như mà nắng nóng quá mình có thể bước trên cái bức tường này. Đó là nó nước ở trời nó rất là mát. Rồi mình sẽ đi tới khu vực tiếp theo. À nữa không? Mình sẽ quay camera sau các bạn xem nha. Ở Ấn Độ nè, mình đã ở Ấn Độ nha. Mà bây giờ các bạn mình cũng phải cho anh xong hai cây cầu. Ôi trời ơi, mấy đứa nó đi qua thành cầu Ấn Độ. Chào ơi. Dạ, hiện tại thì mình cũng đã mua được một cái kẹo bông gòn màu xanh dương. Kem thì mua màu trắng. Trắng hồng. Ý đồ thì mua. Ok. Giờ thì chắc cũng tham quan hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Cuối cùng thì mình cũng đã chụp hình xong rồi các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Ở đây là